Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến vụ đồng tâm thêm sự thật và tính tàn bạo bị vạch trần Những luật sư tham gia bào chữa cho 29 bị can ở vụ án đồng tâm trong phiên tòa diễn ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 ở thành phố Hà Nội cho biết những ý kiến và kiến nghị khiếu nại của họ đều bị hội đồng xét xử trực tiếp hoặc gián tiếp bác bỏ trong khi đó thì người thân của 29 bị cáo bị lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ và không được đi ra khỏi nhà. Phiên tòa xét xử 29 người dân đồng tâm bị cáo buộc về tội giết người và chống người thi hành công vụ bắt đầu xử từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 dự kiến kéo dài trong vòng 10 ngày. Các bị cáo bị bắt giữ sau vụ tấn công của hàng ngàn cảnh sát vào thôn Hoành xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 liên quan đến một vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền. Vụ tấn công đã khiến cho ba cảnh sát và một dân thường là ông Lê Đình Kinh bị thiệt mạng. Trước khi phiên xử diễn ra, có luật sư tham gia bào chữa cho 29 bị cáo trong vụ án này có kiến nghị căn cứ trên lời khai của một người chứng kiến thời khắc cụ Lê Đình Kình bị bắn chết. Ngay trong ngày đầu của đợt xét xử, các luật sư đã có những khiếu nại mới theo quy định tố tụng của Việt Nam. Kiến nghị làm rõ tình tiết vụ án không được xem xét. Trước phiên sơ thẩm vào ngày 3 tháng 9 năm 2020, một bản kiến nghị của nhóm luật sư đồng tâm gửi hội đồng xét xử. Trong đó, các luật sư nêu lên những chi tiết đáng chú ý là lời khai của bị cáo Bùi Viết Hiểu về nguyên nhân cái chết của cụ Lê Đình Kình khi được tiếp xúc với luật sư bào chữa. Ông Hiểu nói rằng cụ Lê Đình Kình bị bắn ngay trước mắt ông Hiểu và người bắn đứng trước cụ Kình khoảng 1 mét, nòng súng to như cổ tay nhắm thẳng vào ngực cụ Kình. Cụ Kình ngã xuống, chết trước mặt tôi sau đó thì chó nghiệp vụ đã vào kéo xác cụ đi lời khai này trùng hợp với khám nghiệm tử thi cụ lê đình kinh cho thấy là hai vết thương phía trước ngực tròn nhỏ không có xây sát nhưng hai vết thương sau lưng thì lớn hơn bờ mép vết thương nham nhở chứng tỏ là đạn được bắn từ hướng trực diện từ trước ra sau và loại đạn là loại đạn chạm nổ nên vết thương đạn xuyên qua phía sau sẽ lớn hơn ở phía đầu vào Tuy nhiên thì trong bản kết luận điều tra của công an thành phố Hà Nội thì cụ Lê Đình Kinh bị bắn hai phát từ phía sau lưng cách chừng 2 đến 2,5 mét. Cụ Kinh bị bắn ngay trước mặt ông Hiểu. Người bắn đứng trước cụ Kinh khoảng 1 mét, nòng súng to như cổ tay nhắm thẳng vào ngực cụ Kinh. Cụ Kinh ngã xuống chết trước mặt tôi và sau đó thì chó nghiệp vụ vào kéo xác cụ Kinh. Đó là lời khai của ông Bùi Viết Hiệu. Chính vì những điều còn chưa sáng tỏ nên nhóm luật sư đồng tâm bao gồm có 13 người đã ký tên trong bản kiến nghị yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cần triệu tập thêm những người có liên quan đến vụ án như bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kinh, Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị can Lê Đình Uy, chiến sĩ cảnh sát đã bắn chết cụ Kinh làm bị thương Bùi Viết Hiểu. Mặt khác thì bản án kiến nghị còn đề nghị hội đồng xét xử đảm bảo quyền tự do tác nghiệp, đưa tin của báo chí, quyền tham dự phiên tòa của các thân nhân và các bị hại, bị can và những người quan tâm. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người bảo chữa trong buổi viết hiểu vào tối ngày 7 tháng 9 cho biết hội đồng xét xử đã nhận được đơn kiến nghị này nhưng họ gián tiếp từ chối. Còn các ý kiến của luật sư như triệu tập thêm người sẽ được xem xét trong quá trình xét xử. Họ nhận được rồi nhưng họ không xem xét. Họ không nói là không chấp nhận nhưng họ gián tiếp không chấp nhận. Sáng nay tôi cũng cung cấp thêm cho họ một bạn nữa. Họ trả lời lòng vòng trong phiên tòa thôi, Họ nói là đã ghi nhận một số ý kiến của luật sư và sẽ triệu tập người này người kia hoặc sẽ xem xét ý kiến này ý kiến kia trong quá trình xét xử. Nhưng mà bởi vì trong yêu cầu của chúng tôi là có trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng họ không chấp nhận và tiếp tục xét xử, đó là cách mà họ gián tiếp phủ nhận yêu cầu của chúng tôi. Ngày 7 tháng 9 năm 2020 một bản khiếu nại khác mới nhất được các luật sư soạn thảo và gửi cho tránh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngay trong giờ nghỉ trưa của ngày xét xử đầu tiên. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì trong tòa lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã ngăn cản các luật sư tiếp xúc với bị cáo do mình bảo chữa. Thường thì trước giờ xét xử các luật sư sẽ đi sớm để gặp các bị cáo, trao đổi thêm hoặc giờ giải lao. Nhưng ở đây thì mỗi khi mà hội đồng xét xử chưa làm việc thì những cảnh sát đứng thành một hàng để ngăn cách luật sư với bị cáo Họ không cho sự tiếp xúc qua lại Chủ tọa phiên tòa tuyên bố là các luật sư đã có thời gian nghiên cứu hồ sơ Đã có trong thời gian tiếp xúc với bị cáo trong trại giam Nên việc tiếp xúc giữa luật sư và bị cáo tại phiên tòa là không cần thiết Các luật sư đã soạn đơn khiếu nại gửi tránh án Phiên tòa yêu cầu được đảm bảo quyền tiếp xúc giữa người bảo chữa và bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư Mạnh cho biết đơn khiếu nại đã gửi nhưng hội đồng xét xử chưa xem xét và trong buổi chiều ngày xét xử đầu tiên. Họ không đã động gì đến đơn khiếu nại hết và giờ đầu giờ chiều thì họ chấm dứt phần thủ tục và chuyển qua phần xét hỏi. Ngoài ra thì luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đều hai điểm đáng chú ý bất thường diễn ra trong buổi chiều. Thứ nhất là tòa cho chiếu phim phóng sự tài liệu như tuyên truyền có chủ đích cho nhà cầm quyền. Ở đầu phần xét hỏi thay vì hỏi một cách thông thường thì họ làm một chuyện chưa từng có. Đó là cho trình chiếu một cách clip mà thật sự ra thì nó giống như một đoạn phim phóng sự tài liệu mà trong đó nêu quan điểm của chính quyền cho rằng người dân đồng tâm đã cứu kiện đất đai không đúng. Đồng thời từ chuyện đó thì đưa đến chỗ không đúng thứ hai là tấn công lực lượng vào tối ngày 9 tháng 1 năm 2020 làm chết bà sĩ quan công an rồi và một người dân. Rồi quấn phim rồi cuối phim họ đưa ra những gia đình bị hại là ba chiến sĩ bị chết nào là cô vợ trẻ khóc không ra tiếng rồi đứa con thơ 6 tháng tuổi đại khái là như vậy. Tôi là một trong những luật sư đã phản ứng về chuyện này, tại vì lẽ ra trong giai đoạn xét hỏi, nếu được trình ra những cái clip âm thanh hoặc hình ảnh thì đó là những clip âm thanh và hình ảnh mang ý nghĩa chứng cứ của vụ án, tức là nó là những tình tiết có thật và phải nguyên vẹn, không được chỉnh sửa, cắt ghép. Một đoạn phim thì nó không phải như vậy khi nó được dựng theo quan điểm của người dựng phim Nó được cắt gọt chỉnh sửa thậm chí là lồng nhạc vào đó để tạo ra những hiệu ứng Thì đó không phải là chứng cứ Đây là một điều rất lạ lùng mà tôi đã phản đối Điều bất thường thứ hai là tòa đã chiếu các đoạn clip nhận tội của các bị cáo mà luật sư không được biết trước Sau đó thì tòa chuyển qua xét hỏi 6 bị cáo đầu vụ Và mỗi bị cáo thì họ lại xuất trình một đoạn clip ghi hình trong đó 6 người này đã khai nhận tội trạng của mình. Về nội dung khai nhận tội thì mình không nói. Cái vấn đề là ở chỗ với những đoạn clip khai nhận tội này thì các luật sư tham khảo hồ sơ không hề có được cái clip nhận tội này. Khi họ đưa ra thì các luật sư hết sức bất ngờ. Đây cũng là một điểm mà các luật sư hết sức bất bình. Bởi vì họ tung ra những cái clip đó mang tính chất bất ngờ như là để lừa dối các luật sư Lẽ ra thì theo luật tất cả các cái đó phải có trong hồ sơ của vụ án mà khi các luật sư tiếp xúc thì họ được quyền coi và tham khảo trước tìm hiểu trước về nó. Gia đình tìm mọi cách đến tòa chỉ mong được nhìn thấy mặt của người thân. Ở bên ngoài tòa một số người thân của cụ Kình không nêu tên chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng người dân Đồng Tâm luôn bị cảnh gác nghiêm ngặt, đặc biệt là gia đình có người bị bắt. Hôm 6 tháng 9, nhiều chủ nhà xe hủy hợp đồng chở người dân đồng tâm đến tòa. Cả nhà chị hơn chục người, anh, em, chú thím này kia đi hết, lối xóm người ta cũng đi nữa. Nhà chị chắc khoảng 20 người, đi từ đồng tâm cũng có và từ nơi khác cũng có. Có người đi từ hôm qua và có người thì đi từ hôm nay. Nhưng phải đi lén tại vì họ canh dữ lắm. Cổng nhà chị họ canh từ hôm qua đến giờ nên chị phải lén đi. Họ điều quân về đứng khắp các đường vào trong làng. Những gia đình có người bị bắt là họ đứng trước cổng canh suốt luôn và không cho đi. Các chủ xe không ai dám đến chợ hết, họ từ chối hết. Hôm trước đặt xe rồi nhưng người ta lại bảo là người ta không chợ, có nghĩa là bị khống chế. Cả ở những xã lân cận, những người bạn em út của chị và những xã khác xa lắm cũng thuê xe 16 chỗ để lên, người ta đã đồng ý cả tuần rồi thì xong đến hôm qua thì họ lại từ chối. Và đến hôm nay thì gia đình và người dân đồng tâm khó khăn lắm mới đến được cổng tòa nhưng không ai được vào. Sau 8 tháng được nhìn thấy anh chị em những người thân của mình dù chỉ vài phút trên báo chí cũng khiến cho gia đình yên tâm phần nào. Hôm nay chị và người nhà lên đến tòa và đến cổng từ sáng sớm. Chị đứng ở cổng thì sau đó bị họ đuổi. Họ không cho đứng, đành phải xa, đi ra xa tuốt ở bên ngoài đường lớn để đứng. Chị cứ nghĩ rằng khi mà xe chở phạm nhân ra thì họ hy vọng là cả nhà sẽ đứng đó cho các em ở trên xe nhìn thấy người nhà để trong lòng của nó có được niềm vui là gia đình ra với nó. Nhưng rốt cuộc thì chờ mãi cũng không thấy xe nào ra cả. Chờ đến 1 giờ thì cả gia đình về ăn cơm, một số thì ở lại đấy. Hôm nay ngày thứ hai cũng không vào được nhưng được nhìn thấy các em ở trên hình ảnh thì gia đình cũng vui vui một phần nào. Bởi vì lúc nghe tin này thì lúc nghe tin kia nhưng hôm nay thì thực sự nhìn thấy các em yên tâm phần nào. Mong chỉ mình chỉ mong rằng người ta nhìn thấy mình thôi và cũng không được nữa. Hôm nay thì không có một bóng người nhà, người thân nào được vào cả chỉ toàn là ở bên phía công an. Người dân Đồng Tâm chỉ cập nhật tin tức qua mạng xã hội của công an viết lên thì làm sao mà đúng được. Có những người, có những khúc hỏi cung đều bị cắt không đúng sự thật. Họ chỉ thấy từng đoạn thôi. Người thân của cụ Lê Đình Kình có mặt ở bên ngoài phiên tòa nhưng không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho bản thân. Theo thông tin từ Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của cụ Lê Đình Kinh thì có ít nhất 3 người đã bị bắt trong ngày 7 tháng 9. Ngoài ông Trịnh Ba Khiêm còn có hai vợ chồng, em của bà Nguyễn Thị Lụa là một trong 29 bị can trong vụ án này. Nhiều nhà hoạt động ở Hà Nội bị theo dõi ngăn chặn việc đi lại. Không chỉ có gia đình bị làm khó hàng loạt, các nhà hoạt động ở Hà Nội nói với phóng viên rằng họ bị lực lượng an ninh thường phục canh trước cửa nhà, thậm chí thì ngăn cản ra khỏi nhà từ trước khi diễn ra phiên sở phiên xử sơ thẩm vụ đồng tâm. Ông Lê Hoàng đang ở thành phố Hà Nội cho phóng viên biết rằng bắt đầu bị canh nhà từ sáng ngày 6 tháng 9 liên tục có nhiều người thay phiên nhau canh gác suốt ngày đêm cho đến tận ngày hôm nay. Và sáng ngày mùng 7 tháng 9 thì trời Hà Nội mưa to nhưng ông Hoàng vẫn bị ngăn cản đưa con mình đến trường rồi đi làm. Chị Đỗ Thị Thu là vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói đến gần chục người thường phục canh trước nhà. Chị Thu khẳng định rằng những người canh gác gia đình chị đều là cán bộ phường Dương Nội, quận Hà Đông của thành phố Hà Nội lúc sáng thì có khoảng gần chục người họ theo dõi em và bây giờ thì bố mẹ em vừa đi chợ thì có ba bốn tên cũng đi theo em và bố mẹ em đi đến đâu thì họ cũng đi theo đến đó tối qua thì họ lần vợn quanh nhà em để xem tình hình còn canh thì sáng sớm nay lúc vừa ra ngõ thì em đã thấy rồi canh nhà em toàn là công an phường và công an quận hà đông họ mặc thường phục hết bởi vì họ hay canh nhà em nên đều là công an phường và công an quận hết tương tự như ông Phan Văn Bách, một bị một người cũng bị canh liên tục từ sáng ngày 6 tháng 9, ông Bách cho rằng mình đã bị canh trong vài ngày tới cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Sáng qua lúc anh ra khỏi nhà lúc 9 giờ 30 sáng, anh có sang một nhóm thánh tin lành, tầm 11 giờ thì có bác thuê phòng nhà anh báo là có khoảng 5 đến 6 người an ninh nhà nước đang canh dưới chân cầu thang chung cư anh đoán ngay là có liên quan đến vụ xét xử 29 người dân Đồng Tâm. Vài ngày trước phiên xử thì bà Huỳnh Thị Út, mẹ của tù nhân Lương Tâm Trần Hoàng Phúc nhận xác nhận với phóng viên rằng sáng ngày 4 tháng 9 năm 2020, bà bị an ninh quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc vì đã ký tên vào bảng tuyên bố Đồng Tâm từ tháng 1 năm 2020. Theo bà Út thì buổi làm việc diễn ra khó, khá ôn hòa, và bà nêu quan điểm trong biên bản giải trình rằng sự việc xảy ra ở Đồng Tâm không có tình người. Đang đêm thì sử dụng lực lượng vũ trang với hơn 3.000 người sử dụng cả chó để tấn công vào khu vực Đồng Tâm gây tổn thất, thiệt hại về tính mạng của người dân Đồng Tâm. Cụ thể là xâm phạm đến tính mạng của cụ Lê Đình Kinh tổ chức bắt người trong gia đình của ông Kinh. Bản tuyên bố đồng tâm do nhiều nhân sĩ trí thức của Việt Nam khởi xướng hồi 10 tháng 1 năm 2020 và kêu gọi mọi người cùng các tổ chức xã hội dân sự ký tên ủng hộ. Trong bản tuyên bố yêu cầu chính quyền Việt Nam phải điều tra một cách khách quan trung thực về sự thật xung quanh vụ đổ máu ngày 9 tháng 1 ở Đồng Tâm. Có sự tham dự của báo chí, giới luật gia và nhân sĩ và tổ chức dân sự độc lập khởi tố vụ án không chỉ đối với những người dân bị coi là chống đối mà cả những người ra mệnh lệnh chỉ đạo chỉ huy lực lượng vũ trang xông vào khu dân cư trong đêm tối một cách bách minh và đó là nguyên nhân buộc người dân chống đối ngay trước phiên tòa diễn ra thì tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế human rights Watch đã lên tiếng quan ngại về phiên tòa này vì cho rằng phiên tòa không độc lập và kết quả là án bỏ túi thưa quý vị và các bạn vụ xét xử sơ thẩm liên quan đến biến cố bố giáp tập kích đồng tâm khai mạc bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đang là tâm điểm chú ý của công luận trong và ngoài nước. Việt Nam quan tâm vụ việc này. Hôm thứ Hai 7 tháng 9, một số nhà quan sát thời sự cho phóng viên của BBC News tiếng Việt biết tâm điểm quan tâm của công luận xung quanh phiên sơ thẩm này là gì và có điều gì đáng lưu ý. Từ Hà Nội thì blogger nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu thiếu tá An ninh Bộ Công an nói với BBC Mọi người quan tâm nhất việc phiên tòa tổ chức theo cách gì và có dấu hiệu gì để thể hiện bình đẳng và đúng pháp luật trong việc xét xử hay không Ví dụ như là người dân có được đến nghe rồi tham dự hay không hoặc là thân nhân của những bị cáo có được vào trong tòa một cách bình thường hay không Đương nhiên thì buổi đầu người ta có thể cũng quan tâm đến thủ tục phiên tòa như thế nào. Đó là những điều mà tôi thấy dư luận rất chú ý, như đặc biệt là tôi thấy báo chí có vẻ như không hào hứng trong chuyện đưa tin một vụ án rất lớn như thế này mà có vẻ như các báo chí tránh né việc đưa tin. Cái đó tôi nghĩ là một dấu hiệu của người cầm quyền phải lưu tâm. Tôi biết tâm lý của nhà báo họ thấy rằng đưa tin vụ này là rất khó. Nếu lâu nay, từ khi xảy ra vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020, đến giờ thì đương nhiên là họ lấy thông tin hết từ Bộ Công an. Nhưng bây giờ thì khi đã diễn ra phiên tòa bắt buộc họ phải thể hiện thông tin mà họ nắm bắt được ở phiên tòa. Và ít ra thì họ phải thể hiện một chút chính kiến trong đó mà như thế thì tôi đoán họ rất có thể là sẽ không đi theo đúng chỉ đạo ở trên mà có thể họ phải tự hiểu là phải đưa phải nên đưa như thế nào. Thì cái này họ rất là rằng sẽ nếu như họ đưa theo phong cách từ tháng 1 năm 2020 cho đến bây giờ thì có thể họ sẽ phải đối mặt với dư luận. Công chúng đánh giá rất ghê và trong nội bộ của họ tôi tin rằng họ không dễ thống nhất. Nhất theo kiểu là cứ đưa tin theo cách lâu nay mà Bộ Công an thông tin gì, cáo trạng đưa thông tin gì thì cứ thế mà đưa, họ không thể làm như thế được. Hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9, thì một số nhà quan sát thời sự cho BBC News tiếng Việt biết tâm điểm quan điểm của công luận xung quanh phiên xử sơ thẩm này là gì và có điều gì đáng lưu ý. Từ Hà Nội, blogger nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, thiếu tá an ninh cho từng một thời làm việc cho bộ công an nói với bbc rằng mọi việc là như thế và mọi người quan tâm nhất việc tòa tổ chức theo cách gì và dấu hiệu như thế nào và đương nhiên thì buổi đầu người ta cũng sẽ quan tâm đến thủ tục trong phiên tòa như thế nào và nếu như lâu nay xảy ra vụ việc đến giờ thì đương nhiên là họ thấy thông tin từ bộ công an đưa ra và như bây giờ thì diễn ra phiên tòa bắt buộc họ phải thể hiện thông tin mà họ nắm bắt được ở phiên tòa từ thành phố hà nội cộng hòa liên bang đức thì luật sư nhà báo nhà hoạt động nhân quyền nguyễn văn đài nói với bbc về phía ngành nghề luật sư thì tôi chú ý đến những gì mà hội đồng xét xử sẽ đáp ứng theo đúng các kiến nghị và các luật sư đã gửi cho hội đồng xét xử trước đó đọc lại những tin tức xung quanh phiên tòa thì tôi thấy nghe chừng như hội đồng xét xử cũng tỏ ra cầu thị và các luật sư đã đề nghị triệu tập một số nhân chứng trong đó có bà dư thị thanh vợ của cụ lê đình kinh thì hội đồng xét xử nói rằng là nếu như trong quá trình thẩm vấn và vấn đề thấy cần thiết thì sẽ triệu tập bà dư thị thanh thứ hai là các luật sư đề nghị trả lại hồ sơ để điều tra lại từ đầu thì hội đồng xét xử cũng nói là trong quá trình xét xử vụ án mà thấy rằng cần thiết phải dừng phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát hoặc là cho cơ quan điều tra để điều tra lại thì họ cũng sẽ chấp nhận thì đây là một điều lạ từ trước đến nay và đối với các vụ án trước thì các luật sư có đề nghị thì thường hội đồng xét xử bác ngay từ đầu thẳng thừng luôn nhưng lần này thì họ có nói và sẽ chờ đợi. Nhưng tôi hy vọng là nếu như với số lượng luật sư như vậy và có quá nhiều vi phạm trong quá trình tố tụng và có luật sư đã chỉ ra thì hy vọng là vụ án sẽ tạm đình chỉ để lại chuyển trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Và hy vọng rằng trong quá trình thẩm vấn chờ đợi những lời khai của những người được mô tả là có hành vi trực tiếp liên quan đến cái chết của ba người cảnh sát thì nó sẽ phơi bày ra hy vọng rằng báo chí sẽ đưa tin trung thực với những lời khai của các bị cáo trước tòa. Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam nói với BBC Tôi nghĩ rằng phiên tòa này, kết quả của nó sẽ là rất đáng buồn cho nhân dân, nhất là đáng buồn cho bàn cho bà con ở người dân đồng tâm và không biết là bản án tử có bản án tử hình hay không và nhưng một khi đã gán cho người ta là giết người và chống người thi hành công vụ thì chắc chắn những bản án này là rất nặng thế còn nếu mà họ cố tình kết những án như thế thì tôi nghĩ là trước kia niềm tin của nhân dân đối với nhà nước đối với lãnh đạo đã thấp rồi và thế nữa bây giờ mà đưa thêm vụ này nữa thì đến mức độ như thế này thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là niềm tin đó sẽ xuống con số ẩm mất Tôi nghĩ rằng họ vẫn cứ dựa vào cường quyền, bạo lực, bịt miệng để rồi họ đàn áp. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam của họ cũng sắp diễn ra nhưng mà ngay trong nội bộ của họ cũng vẫn cứ mâu thuẫn rồi tranh đoạt nhiều thứ lắm. Thế thì bây giờ dân rất là hoang mang nhưng có lẽ là chẳng ai làm gì được họ. Nhà cầm quyền cả họ cứ muốn thế nào thì họ làm. Thì không biết đến ngày nào đó thì hoặc là mất nước hoặc là sẽ có một cuộc mà giống như là cái lò xo nó bật lên. Mà bật lên thì tôi rất sợ là nó sẽ thành ra một cuộc vô chính phủ, rồi nó loạn, lạc cả lên, nên rất là lo ngại. Chứ còn bây giờ tôi cảm giác như là họ vẫn cương quyết dùng bạo lực để họ cai trị đất nước, chứ không có cái gì thay đổi cả. Cũng từ ở Hà Nội thì giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, một nhà nghiên cứu và giảng dạy, đại học bình luận với BBC về phiên sự trong vụ án. Tôi thấy về mô hình quản lý xung đột hiện đại thì người ta phải quản lý ngay từ khi nó diễn ra rủi ro có thể xảy ra xung đột. Thực ra thì để loại trừ xung đột thì thế giới đều có hai cách mà cách đầu tiên thì là cách mà người ta sẽ dùng bạo lực và cách thứ hai là cách quản lý hiện đại bây giờ, tức là bắt đầu quản lý từ lúc có thể gặp rủi ro Xong sau đó nếu như cái rủi ro thì người ta phải thực hiện những bước như tất cả những ai trên thế giới đều biết trong đó có nói hết toàn bộ sự thực để lấy lại niềm tin. Nhưng cái đó chúng ta biết là sẽ không bao giờ xảy ra ở chế độ Cộng sản Việt Nam. Tất cả những người quản lý xung đột đều nói như chúng ta đều biết cái đấy sẽ không xảy ra ở Việt Nam cho nên 100% các lần xung đột mà tôi nhìn thấy thì nếu như mà xét về liên quan đến vấn đề chính trị thì bao giờ cũng kết thúc bằng cách quản lý bạo lực. Còn nếu như trong trường hợp những chuyện gọi là dâu ria có thể nhượng bộ được thì người ta sẽ dùng cách dân túy thì trường hợp như ông Nguyễn Đức Trung chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khi đó xuống đồng tâm theo tôi là ông muốn dùng cách dân túy đấy là một trường hợp hiếm hoi nhưng số đó thì chúng ta cũng biết là tại làm sao mà cách đó không được tiếp tục và chúng ta thấy ngay cả cách quản lý rủi ro xung đột của ông Trung cũng không phải là cách quản lý theo quan điểm hiện đại tức là theo quy trình từ gốc rễ rủi ro người ta đã không làm gì vậy cho nên không chỉ nói riêng phiên sự này không riêng đồng tâm mà nếu như một lúc nào đó thì chính quyền họ học được cách quản lý rủi ro xung đột một cách bài bản hơn thì để cho những cái bi kịch như đồng tâm như thế này nó sẽ không tiếp tục xảy ra nữa. Quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, phiên sơ thẩm khai mạc xét xử vụ án giết người làm chết ba công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xảy ra hôm ngày 9 tháng 1 sẽ được tiếp tục được Tòa án Cộng sản Việt Nam xử trong vòng 10 ngày. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những thông tin diễn ra tại vụ xét xử này cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.